Những cơn ho tái diễn nhiều lần, chủ yếu xảy ra vào thời điểm ban đêm và sáng sớm, khiến cho ông Nguyễn Khắc Ngữ phải mất ăn, mất ngủ. Kể từ khi phát hiện ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, 20 năm nay, ông đã quen với việc dùng thuốc hàng ngày theo hướng dẫn của tuyến y tế cơ sở. Sống trong cái bệnh khi là khổ lắm. Nhiều lúc mà ho muốn có đờm mà lại không có đờm. Biết rằng là không khỏi. Biết rằng là dù có đến bệnh viện đi chăng nữa nhưng mà không khỏi được. Bệnh không lây nhiễm là một cái bệnh mãn tính. Cho nên là nếu mà khi mắc vậy thì phải điều trị là lâu dài và phải điều trị suốt đời, phát hiện sớm bệnh nhân để một thứ nhất là để giảm tải cho tuyến trên. Thứ hai là mình phát hiện sớm để điều trị kịp thời thì bệnh nhân đỡ xảy ra những biến chứng. Năm 2018, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch tăng cường thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2020. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thành Bích Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Bích Group. Mục tiêu đến năm 2020, ít nhất 40% người trưởng thành từ 40 tuổi trở lên được đo huyết áp và đánh giá nguy cơ đái tháo đường. Cụ thể hóa điều này, Trung tâm Y tế Đồng Hỷ đã thường xuyên phối hợp tổ chức các đợt khám, tư vấn bệnh miễn phí tại địa phương. Thế là hôm nay được xóm thông báo đi khám thì tôi đi khám bệnh huyết áp là 1-2 tiểu đường thử máu, cảm thấy rất là phấn khởi vì nhà nước đã quan tâm đến vùng sâu vùng xa. Hàng năm, Trung tâm Y tế Đồng Hỷ đều xây dựng kế hoạch phòng chống các bệnh không lây nhiễm và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chủ yếu như đào tạo tập huấn, sàng lọc phát hiện sớm, quản lý bệnh nhân, tổ chức mô hình sinh hoạt câu lạc bộ cho người bệnh và hoạt động kiểm tra, giám sát, truyền thông giáo dục sức khỏe. Năm 2020, phấn đấu toàn huyện có gần 1.600 người từ 40 tuổi trở lên được sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh không lây nhiễm phổ biến. 20% bệnh nhân đái tháo đường được phát hiện, quản lý, khống chế tỷ lệ đái tháo đường dưới 10% ở người từ 30 đến 69 tuổi. Qua đó khống chế tốc độ gia tăng, tiến tới làm giảm tỷ lệ người tiền bệnh, mắc bệnh tại cộng đồng, hạn chế tàn tật và tử vong sớm do mắc bệnh không lây nhiễm. Trong thời gian tới, mà định hướng để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống lây nhiễm là tăng cường cái vai trò hoạt động của ban chỉ đạo từ tuyến huyện đến tuyến xã, đặc biệt là các ban ngành đoàn thể phải vào cuộc công tác truyền thông, đào tạo, bồi dưỡng và phổ biến kiến thức cho tới các đoàn thể, tới cộng đồng, có đầu tư về kinh phí để cho hoạt động công tác phòng chống lây nhiễm, mua một số trang thiết bị, rồi thuốc men và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với phòng chống các bệnh không lây nhiễm. Trên quan điểm phòng chống bệnh không lây nhiễm là trách nhiệm của các cấp ngành và của mỗi người dân. Trong đó các cấp chính quyền trực tiếp chỉ đạo, ngành y tế là nòng cốt. Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ đang nỗ lực hết sức để làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân các dân tộc trên địa bàn.